Xin chào mọi người. Ngày hôm nay Cherry ăn mấy mùi vị cho mọi người biết hương vị mấy cái này là như thế nào. Nước nho ngon nè, rồi nó hương vị nó ngon lắm. Rồi hai cái nước ngọt dưa hấu nè, rồi cái mông me ăn nè. Rồi đó cái bánh gì nè, rồi đó bánh khô nho nè, rồi bánh cà chi nè, rồi sô cô la lên. Rồi bánh chấm sô cô la nè. Rồi kẹo sương tố nè, rồi cái này nữa đó. Giờ mình ăn cái này trước nha mọi người, rồi mình nói hương vị. Rồi mình ăn cho mọi người tí nha. Cái dâu này và cái màu hồng này và vị dâu cũng ngon các bộ mọi người. Rồi giờ mình làm cái này cho mọi người nha. Cho mình một chút. Hôm nay ơi, hôm nay con nhà món này màu chiếc liền này nè. Vậy bỏ cái này cho con. Muốn cái hộp ngon được không đây? Dạ. Là chim hả? Dạ. Là chim hả? Bánh là chim hả? Dạ. Bánh là chim hả? Dạ. Cái gì đâu? Qua chim cho mọi người biết con ăn vì gì thế mà. Làm phiền mọi người quá nhớ. Làm phiền mọi người quá nhớ. Chút nhớ nói cảm ơn mọi người đã coi con nhau. Dạ. Mọi người đã coi Cherry không? Dạ. Đi làm việc. Thế cái này rồi. Coi Cherry mở cái này nha. Rồi. Nhiều quá mọi người ơi, nhiều nguyên liệu quá. Rồi mình sẽ làm cái này nha. Đầu tiên là cái khuôn ra. Để bỏ dưới một đây. Còn cái